Chào các bạn, hôm nay mấy anh em đi câu ở bờ kè nha các bạn. Hôm nay chủ yếu kiếm cảm giác cá vô chó nha. Hôm nay đi có ba anh em. Ai chào mọi người. Đây là anh Hạn nha. Anh Hạn cũng là sát thủ ghê gớm lắm nha mọi người. Còn đó là đây là anh Cu Đỏ đang chuẩn bị lên câu. Đại trưởng. Ồ, anh đó anh mài độ lắm nha, anh chuyên gia, anh dính cá lớn không á. Anh mài dữ lắm. Anh đi biển là anh cá lớn không ra. Không biết bữa nay gắng cố gắng anh Đỏ sẽ lên hàng khủng cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ mình chuẩn bị đồ nha các bạn. Hôm nay mấy anh em mình câu bằng chuồng lá nha các bạn. Đó. Nhìn nó thấy nó cũng hơi ghê nhưng mà thật sự ra câu nhạy lắm nha các bạn ơi. Giờ đang đợi nước lên. Nghịch dữ nè các bạn ơi. Nghịch dữ rồi nè. Bự không? Con này vừa không bự. Ôi trời ơi, sao nó chạy vô đá không à? Không nổi ơi. Ôi thường đếm. Ôi lên hàng có thường đếm. Con này cũng nhỏ các bạn ơi. Không biết anh Đỏ lên con bự hay không nè. Rồi em chó, em vô chó nhỏ luôn. 70k. Anh Đỏ lên 70k luôn nha. Có là mừng rồi. Có là vui rồi. Phường đếm thường. Phường đếm bé nhỏ luôn. Mới để xuống cái lọc thật liền luôn. Này phải lấy cái kềm mới được. Anh chè nuốt tới bồ tử luôn. Thấy dính con nào nữa vậy? Con sao nữa đó? Cột nhỏ này chắc không đi trời. Đâu có cột đâu, bỏ vô luôn. Điện thoại lên đồ hoài luôn nha. Trùng nó núp dưới hết trơn rồi. Wow. Đây cầu bằng trùng lá luôn nha các bạn ơi. Lá còn nào không lấy vừa mồi không nha. Lá lắm nha. Liệt cần dữ rồi. Con này chắc bự à. Quăng luôn rồi. Ôi con này bự thiệt, bị thương. Bự thiệt coi. Quăng cần luôn rồi. Lên cần huyền thoại nha. Con này bự thiệt. Con này trọng à. Bự coi, lạng dữ rồi. Cứ được. Được. Con này được nghe, con này được nghe, lên lại ơi. Bự từ từ lại ơi. Wow. Ngon rồi nghe. Ba
con này cỡ ui con này mới bị giật sảy gì nè, còn cái thẹo nè. Bị ai giật sảy nè, còn cái thẹo mới chát luôn nè, nãy coi chừng nó ăn, lúc mà nó ăn nó giật cằn á. Anh em này chắc cỡ 300 gram, bữa nay cằn đúng là cằn huyền thoại rồi nha các bạn ơi. Cần hay lên cá không à? Bữa nay cần huyền thoại trúng cá nè các bạn ơi. Giờ lên toàn là ngay cái cần huyền thoại, cần mà bé nhất. Wow, bữa nay trúng chó nè, trúng cá vào chó nữa rồi. Vô nhường cho anh em ta lên đi chứ, chờ lên hoài trời. Biết sao giờ nó ăn ngay càng huyền thoại không biết sao. Chờ đợi là hạnh phúc phải không? Ngay cái lần nước xanh là ngay nó luôn á. Cá nhỏ à. Trời trời, mày ăn mà mày gặp ma, gặp cũ tao rồi, cái cũ tao đóng cho mày cái là tới nách. Lựa ngay cần huyền thoại nó ăn không à. Đó, dính rồi nè, dính rồi nè. Nó dở là dính rồi. Cần nhỏ nãy giờ lên hoài luôn kìa. Huyền thoại lên cá nữa. Huyền thoại lên cá tiếp tục. Nuốt luôn rồi. Lút sâu trong luôn. Hàng đẹp. Hàng dê. Nhà nuốt không ham miếng mồi nữa. Bữa nay là ngày của anh Giang nha mọi người.
Hôm nay là ngày của Giang nha. Đừng ai giành hết nha. Ôi, ôi. Ôi con. Đừng ai giành với Giang hết, Giang hết. Vừa mới xuống. Con này chắc bự à, trọng à. U cá hành. Hành luôn. Hành luôn mọi người ơi. Wow. Đẹp quá. Hành luôn. Nốt luôn này. Hành luôn các bạn ơi. Bữa nay ngày của Giang Ngô luôn. Bữa nay là ngày của Giang Ngô nghe, đừng có ai giành nha nghe. Cố. Ơi, vô ơi. Ý, cá này bự à. Rồi. Sảy luôn rồi. Sảy luôn rồi. Dạng ghế luôn. Tới bạn họng luôn rồi. Chắc nó chơi quá ha. Dạng thật trời. Thấy nó gịch cần cái một mà. Dính cá chơi vàng luôn. Cá chê nãy vàng khè. Cá chê vàng. U Minh Hạ. Nãy giờ cá đù nó phá mồi rất no luôn rồi. Chê vàng U Minh Hạ luôn. Tự nhiên nước lớn lên cái nó tập trung nó ăn cá ngát. Ừ quá này. Bữa nay sao vậy? Ốc ngộ quá, ốc nó lại đây nó ngồi á thì cá không ăn, ốc nó vừa đi cũng lỏ cá ăn liền. Vậy đó hả? Vô rồi. Hình nhỏ xíu à. Hay quá. Qua đây phóc nhóc chứ nè. Hôm nay anh em câu thất bại quá các bạn ơi. Sống quá, cá nó không ăn gì. Hôm nay hơi dở các bạn ơi. Hên như vậy. Có nhớ.
Wiêu 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 wiêu. Hay quá, hiểu rồi. Bự hơn, bự hơn, con này bự hơn của tôi nha. Phải nói, phải công nhận là mình thua. Có máu lề. Hiếu cậu hay quá. Lo không nổi luôn. Lo không nổi luôn. Ốc lên hàng tiếp tục. Trời ơi hay quá. Bữa nay làm như là ốc nó có số mãi độ nha. Trời trời trời. Bữa nay tổ đãi mình nên ốc à. Chết luôn thiệt. Bữa nay là mình bế luôn. Trời ơi. Trúng vô chó nữa rồi. Wow. Con này cũng cỡ con nãy nha. Chó nữa. Hay quá. Thôi giờ anh ơi, tổ lại thôi. Này làm như là ốc có số hưởng nha. Quá ghê, quá ghê. Em có thể chia sẻ lý do làm sao mà bữa nay em câu mai độ quá vậy không? Đi câu mà hay đâu bằng hên đâu. Hên là quan trọng phải không? Hên mới là quan trọng. Hèn chi là bữa nay hên chứ không phải là hay hả? Nhưng mà sao nó hên sao nó ăn ngay như không? Ừ, ăn vậy đó, cầm nó ăn hoài luôn á. Trời ơi, nặng rồi đó. Ồ, bữa nay thành quả cũng nhiều lắm nha. 4 bằng ký nhiều. À, quá wow, ok. Lên hàng. Oh, ốc lên hàng rồi. Còn có vẻ con này bự lắm các bạn ơi. Quá rồi. Bự không? Ú. Vô chó, vô chó. Ba con rồi. Em mới gọi phải kiếm 5 con mà. Đâu. À, cá này bự quá các bạn ơi. 5 con. Con này chắc cũng cả 300 g à. Nó quấn dây bằng dây ca xuống ngay đó, ngay lẩu đó nè, lấy khăn chụp lại. Lắm mà. Nãy có mấy con chứ nhiều. Đó, thành quả là thành quả bữa nay đó. Bữa nay anh em mình câu tới tối tới giờ này nói chung là cũng không bể đầu gì mấy nhưng mà cũng đủ ăn anh em. Bữa nay có giang hồ nữa nha. Đó bây giờ tối rồi anh em mình cho coi về. Nói chung là cũng đầy hùng nha anh em chứ không đến nỗi nào thắt máy nhưng mà cũng chưa được dự ý mấy. Đủ ăn. Rồi ok bây giờ anh em mình đợi xuồng ra rước cái mình về nha.